Đấy, hôm nay em sẽ test cho các bác biết tại sao là mình phải dán phim cách nhiệt và giá trị của phim cách nhiệt này nha các bác nhá. Đây, ví dụ đây là cái máy để test cái chỉ số này, độ truyền sáng này, chống tia UV và ngăn cản cái tia cực tím. Đấy, nó chính là cái bức xạ tạo ra cái hơi nóng ở trong xe đấy. Đây, khi mà có phim này các bác này, đấy, phim 3M này, thấy không? Chỉ số cái mã này là ở ngoài kính sườn nha các bác nhé, thì độ xuyên sáng của nó là 20%, đấy là 19,8%, đấy còn đây là chống cản tia UV này 100% này, đấy còn cách nhiệt của nó là 98%, đấy đây là cái mã tấm kính sườn nha các bác nhé, đấy 98%, bởi vì khi mà qua cái kính này nó sẽ đỡ hơn này, đấy. Còn đây em sẽ test cho các bác thấy là khi mà qua cái bóng này, đây bóng đèn này sẽ là một bóng này là 250W, hai bóng là 500W. Đấy, đây ở đây các bác có thể thấy cái sức nóng này. Đây là cái quạt mà sử dụng bằng năng lượng mặt trời nha các bác nhé. Đấy, khi mà có cái nhiệt, đấy, nắng vào đây nó hấp thụ nhiệt vào đây thì nó mới quay này, thấy không? Đấy, em cho ra ngoài này, nó sẽ không quay. Đấy, đúng không các bác? Đấy, ra ngoài này kể cả ánh sáng nha không quay, nhưng mà có cái năng lượng nhiệt vào đây cái nó sẽ quay này. Đấy, đây khi mà cho đây là một cái phim, đây các bác có thể thấy cái hơi này. Đấy, cho càng gần thì càng quay càng nhanh, đúng không? Đấy, cho đây nó, đây xa đây là nó không quay này, nhau vào gần này. Đấy, còn đây cái này là chưa dán phim nhá, tấm này là chưa dán này. Đấy, đây còn tấm này là dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, đây kể cả dí hẳn vào đây không quay này, các bác thấy không? Đấy, đây là kính sườn này. Ví dụ đây, đấy, mở ra lại quay tiếp này, đúng không ạ? Đây ví dụ qua tấm kính lại nữa này. Đấy, các bác thấy độ cách nhiệt mà khi mà dán phim cách nhiệt chưa ạ? À, đúng không? Đây tấm này chưa dán phim này. Đấy, tương tự như xe chưa dán. Đấy, dán phim xịn vào các bác thấy nó khác hoàn toàn, đúng không ạ? Đấy, ở Acala Thái Nguyên thì bên em có đầy đủ những cái bộ test nhiệt hoặc là những cái máy đo chỉ số phim cho các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Và thứ hai đó là Acala và Auto 365 Thái Nguyên là đại lý chính hãng của 3M. Các bác có thể qua Acala để bên em dán phim cách nhiệt cho xe của mình các bác nhé.